Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Bầu cử Quốc gia cho biết, tính đến 22 giờ ngày 22 tháng 5, đã có 65.586.622 cử tri bỏ phiếu, đạt 98,77%, trong đó có hai tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất 99,99% là Thừa Thiên Huế và Yên Bái. Theo ông Phúc, công tác bầu cử ở các cấp đã được thực thi, đảm bảo nghiêm túc. Về công bố kết quả bầu cử, ông Phúc cũng cho biết thêm, chậm nhất 3 ngày tổ bầu cử báo cáo kết quả với Mặt trận Tổ quốc các cấp, ban bầu cử. Sau 5 ngày, báo cáo Ủy ban bầu cử và 7 ngày sau, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia. Cuối cùng, Hội đồng xem xét tất cả ý kiến kiến nghị, chậm nhất 20 ngày sau khi kết thúc bầu cử sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và chậm nhất 10 ngày với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đó, có 30 ngày để giải quyết các kiến nghị liên quan đến danh sách trúng cử. Sau 30 ngày đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có báo cáo tổng kết xác nhận tư cách của người trúng cử. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tham gia TPP sẽ giúp Việt Nam có được cơ hội mới từ chuỗi cung ứng mới hình thành sau khi TPP có hiệu lực. Các nước TPP chiếm tới 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu, lại bao gồm các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội khi chuỗi cung ứng mới hình thành. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương cũng có những thách thức không hề nhỏ với Việt Nam. Theo đó, với một số loại nông sản mà Mỹ và một số nước khác trong TPP như Australia, New Zealand, Chile có thế mạnh, sức ép cạnh tranh là khá lớn khi thuế được đưa về 0%, trong đó nổi bật là thịt lợn, thịt gà. Đây là những mặt hàng mà Việt Nam đã sản xuất được nhưng sức cạnh tranh còn yếu. Một số nông sản khác cũng sẽ gặp khó khăn nhưng ở mức độ nhẹ hơn vì những sản phẩm này Việt Nam vẫn phải nhập khẩu với số lượng lớn. Trong nước cũng đã quen với việc cạnh tranh, đó là sản phẩm sữa, đậu tương, ngô và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, xuất khẩu gạo trong quý 2 năm 2016 có xu hướng sụt giảm do thiếu hợp đồng tập trung, cộng thêm tình hình cung cấp hạn chế trước khi thu hoạch vụ hè thu. Dự kiến xuất khẩu quý 2 đạt 1,5 triệu tấn, thấp hơn kế hoạch tháng trước 100.000 tấn. Tính đến ngày 18 tháng 5, xuất khẩu gạo của cả nước đạt 2,072 triệu tấn, trị giá FOB trên 875 triệu đô la Mỹ, trị giá CIF 911,918 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 15% cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, bước sang quý 2 năm 2016, lượng gạo xuất khẩu và số lượng hợp đồng đăng ký xuất khẩu mới không nhiều. Tính riêng trong tháng 4, sản lượng gạo xuất khẩu chỉ đạt trên 453.000 tấn, trị giá FOB gần 212 triệu đô la Mỹ, giảm 20,5% về lượng và 7,5% về trị giá FOB so với tháng 3 năm 2016. VFA dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm từ Philippines, Indonesia và Trung Quốc, ba thị trường nhập khẩu chính hiện nay của Việt Nam. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo của Việt Nam lại tùy thuộc nhiều vào sản lượng thu hoạch vụ hè thu và thu đông. Nếu cung cấp hạn chế và giá không cạnh tranh, Việt Nam có nguy cơ mất thị phần về tay Ấn Độ và Pakistan. Tại buổi tọa đàm về minh bạch thu phí các dự án BOT giao thông do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức mới đây, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội khẳng định không thể phủ nhận việc đưa nhiều tuyến cao tốc vào hoạt động đã mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải và người dân khi đi trên những con đường tốc độ cao, an toàn, lượng lưu thông nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện nay đang có tình trạng phí chồng phí, doanh nghiệp vừa đóng phí trên đầu phương tiện lại vừa đóng phí BOT, trạm thu phí bùa vây khắp nơi nên doanh nghiệp phải đóng phí vận tải khá nhiều. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho rằng, khi thực hiện phê duyệt các dự án BOT, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện đúng quy định của nhà nước, các trạm thu phí bảo đảm khoảng cách 70 km và mức tăng phí đúng theo lộ trình. Liên quan đến các dự án đang đề xuất tăng phí trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định Bộ Giao thông Vận tải sẽ rà soát lại các dự án BOT cũ và mới về việc tăng phí. Một số trạm đã đến hạn theo hợp đồng 3 năm sẽ được tăng phí, nhưng Bộ chưa cho tăng. Các trạm mới xem xét thời gian hoàn vốn và cố gắng kéo dài thời gian hoàn vốn để giảm mức phí. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng xem xét giảm tiếp phí cho xe container 20-40 feet để giữ các tuyến quốc lộ khỏi phải chịu xe quá tải. Ngày 20 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ khẩn trương thực hiện rà soát các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ tại cơ sở,
số lượng và chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện và học liệu, danh mục các hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu, quy mô đào tạo. Tự dừng tuyển sinh từ tháng 6 năm 2016 đối với ngành không còn đủ điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định hiện hành. Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ các cơ sở đào tạo cần thực hiện đúng quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, rà soát hoàn thiện văn bản quy định chi tiết của cơ sở đào tạo về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ, tăng cường công khai minh bạch các điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo, công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định của quy chế hiện hành. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg khẳng định NATO không muốn có một cuộc chiến tranh lạnh với Nga. Moscow cũng nhiều lần nhấn mạnh Nga không quan tâm đến việc đối đầu với NATO, nhưng khẳng định sẵn sàng đáp trả các hoạt động quân sự của NATO xung quanh biên giới Nga. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TVN của Ba Lan, Tổng thư ký NATO cho biết, chúng tôi từ lâu đã theo dõi việc Nga đang đầu tư mạnh vào các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, theo ông Jens Stoltenberg, NATO chỉ đáp trả những hành động này bằng việc tăng cường quốc phòng và tránh leo thang cũng như ủng hộ một cuộc đối thoại mở. Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh ý định tăng cường sườn phía đông châu Âu của NATO, rằng chúng tôi đang đưa ra một tín hiệu rõ ràng rằng NATO sẽ bảo vệ tất cả các đồng minh trước các mối đe dọa. Đây là thông điệp chính của NATO và cũng chính là sức mạnh của liên minh. Quyết định về sự hiện diện quân sự của NATO bên sườn phía đông dự kiến sẽ được đưa ra tại hội nghị cấp cao của NATO, dự kiến diễn ra ở Warsaw, Ba Lan đầu tháng 7. Trước đó, NATO đã đề xuất để đặt tiểu đoàn đa quốc gia ở các nước Baltic. Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chính phủ liên minh mở rộng sẽ cho phép Israel theo đuổi tiến trình hòa bình với Palestine với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực. Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố nói trên sau một tuần biến động chính trị ở Israel khi thông báo kế hoạch ký kết thỏa thuận liên minh với đảng Israel Beitenu của cựu Ngoại trưởng Avigdor Lieberman. Ông Netanyahu nói, tôi muốn nói rõ rằng chính phủ sẽ tiếp tục phấn đấu vì tiến trình hòa bình với Palestine. Cá nhân tôi đã dành nhiều thời gian cho điều này ở nhiều nơi và tôi sẽ tiếp tục làm vậy. Việc ký kết thỏa thuận liên minh với đảng Israel Beitenu sẽ giúp chính phủ nâng số ghế trong quốc hội từ tỷ lệ mong manh 61 lên 66 trong tổng số 120 ghế. Các chuyên gia chính trị và ngoại giao phỏng đoán rằng một chính phủ liên minh với đảng Israel Beitenu sẽ gây khó khăn cho ông Netanyahu theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Palestine. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel đã bác bỏ điều này, đồng thời cho biết kể từ thời điểm ông thắng cử nhiệm kỳ thứ ba, ông đã đề cập đến khả năng mở rộng chính phủ liên minh. Lực lượng an ninh Iraq đã nổ súng trấn áp những người biểu tình phản đối chính phủ tràn vào vùng xanh, được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad, khiến hàng chục người bị thương. Vùng xanh là nơi đặt trụ sở chính phủ Iraq và các đại sứ quán nước ngoài. Đám đông biểu tình đã xâm nhập vào khu vực này và hướng về văn phòng của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Các nhân chứng kể lại rằng hàng chục người biểu tình đã bị thương bởi hơi cay và đạn thật của lực lượng an ninh. Trong khi đó, theo phát ngôn từ phía quân đội Iraq, một số nhân viên an ninh đã bị người biểu tình đâm. Hiện nhà chức trách chưa xác thực thông tin một số dân thường đã bị giết. Chính phủ đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô Baghdad trong thời gian ngắn sau vụ bạo loạn ở vùng xanh nói trên và khẳng định trật tự đã được lập lại. Đây là lần thứ hai những người biểu tình xâm nhập vùng xanh. Trước đó, khi giáo sĩ Sass bày tỏ sự ủng hộ với động thái mà ông gọi là sự nổi dậy tự phát hòa bình và lên án chính phủ đã giết chết chính những đứa con của mình trong máu lạnh. Những người ủng hộ ông cũng đã xâm nhập vùng xanh vào ngày 30 tháng 4 để phản đối việc không bổ nhiệm một nội các phi chính trị. Họ đã tấn công một số quan chức trước khi tập trung và ngồi suốt 24 giờ tại một quảng trường gần đó. Quốc hội Hy Lạp ngày 22 tháng 5 đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp cải cách mới với hy vọng các chủ nợ quốc tế có thể giải ngân gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro. Các biện pháp cải cách mới được Quốc hội Hy Lạp thông qua bao gồm việc tiếp tục cắt giảm ngân sách cũng như tăng thuế đối với một số mặt hàng. Ngoài ra, một quỹ tư nhân hóa cũng được lập ra theo yêu cầu của các bộ trưởng tài chính khối các nước sử dụng đồng euro, Eurogroup. Các biện pháp này được thông qua chỉ 2 ngày trước cuộc họp của Eurogroup và nếu được thông qua, Hy Lạp sẽ nhận được 5 tỷ euro đầu tiên của gói cứu trợ trị giá 86 tỷ euro. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.